Những ngày này, thông tin về dịch COVID-19 hoành hành ở Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ nhì thế giới và Thái Lan cùng Campuchia, những quốc gia láng giềng với Việt Nam, thu hút sự quan tâm của người dân Sài Gòn và cả nước. Bà Hà Hoàng Mộng Trinh, một người Ấn Độ sống tại Sài Gòn, chia sẻ. Dịch bệnh nó càng ngày càng nặng, mà dân của bên Ấn Độ là dân ở nước nghèo, rất là nghèo luôn á. Mà nếu mà bệnh kiểu vậy thì không có thuốc chữa. Cũng muốn về lắm cơ mà nhưng mà về không có được. Tại vì nghe cái dịch nè, không có ai cho mình về hết trơn á. Nên ở lại kiếm sống, chỉ gọi điện cho người thân vậy thôi, người thân góc hoài à. Bởi vậy, nên sự lơi lỏng nào trong lúc này cũng đem lại hậu quả khó lường. Ông Bắc, một nhân viên bảo vệ, nói. Một phần nhỏ nào thôi là coi như không khai báo thôi. Nhưng mà đa số là rất tự giác. Cái biên giới là giờ hiện thời Việt Nam mình đang coi như là canh các biên giới nên chỉ không cho những người nhập cảnh trái phép qua. Tại những người nhập cảnh trái phép qua nó sẽ lây lan cho Việt Nam mình. Người dân ai cũng hiểu nỗi lo bùng phát đợt dịch mới là có thật. Không thể chủ quan lơ là mà càng phải nâng mức độ cảnh giác lên cao nhất để ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ. Ở Việt Nam, phòng chống dịch COVID là cả một cuộc chiến mà mỗi người dân là một chiến sĩ. Ông Bắc nhận xét. Việt Nam mình là còn là tạm ổn thôi chứ chưa gọi là hết, nhưng mà đa số là nhập cảnh qua là bị nhiều, nhập cảnh qua cho nên là 3 tuần nay đó là dân số coi như là tạ cũng ngày thứ bảy nhật là cũng tương đối đông, nhưng mà người ta nhất cũng có hạn chế là đeo khẩu trang đó, và nơi đông người và tin tức và báo đã thông báo là phải đeo khẩu trang. Dịch bệnh bùng phát, trong nỗi niềm hoài hương, bà Hà Hoàng Mộng Trinh, một người Ấn Độ sống tại Sài Gòn, chia sẻ. Buồn lắm con, tại vì biết bao nhiêu là người bệnh, chăm để cho nó hết bệnh, để sống cho nó bình yên. Chứ nếu mà dịch kiểu như vậy thì rất là tội nghiệp, người kẻ sống và người kẻ mất. Đó. Nên cũng buồn lắm, không phải không đâu. Cũng muốn về mà nhưng mà không có tiền về. Mình mới vừa hả có tiền xin đi về, người ta nói thôi bùng dịch, ta biết mình người ở gốc Ấn Độ nên ta không có cho về. Đối diện bức tranh u ám của tình hình COVID chốn quê nhà Ấn Độ, bà Mộng Trinh tin rằng vẫn nhìn thấy ánh sáng hy vọng khi các nỗ lực y tế từ nhiều quốc gia đang trợ giúp Ấn Độ, cũng như sự bình yên mà bà đang có khi sống tại Sài Gòn.